lượt trận thứ hai vòng chung kết World Cup 2022 ở bảng E và F. Ở bảng E, trận đấu giữa Nhật Bản và Costa Rica diễn ra lúc 17 giờ ngày 27 tháng 1 năm 2022. Lượt trận thứ nhất, Nhật Bản giành chiến thắng trước đội tuyển Đức với tỷ số 2-1. Trong trận đấu này, nếu Nhật Bản giành chiến thắng sẽ là cái tên thứ hai có mặt tại vòng 1/16 sau đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, Costa Rica không phải là đối thủ dễ chơi dù lượt trận thứ nhất thua Tây Ban Nha với tỷ số 7-0. Vì vậy, đây là trận đấu đội tuyển Costa Rica sẽ chơi với 200% sức mình để nuôi hy vọng có mặt tại vòng 1/16. Ở bảng E, trận đấu giữa Tây Ban Nha và Đức sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2022, cũng như Nhật Bản. Nếu thắng trận này, Tây Ban Nha sẽ là cái tên thứ hai có mặt tại vòng 1/16 sau đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, Đức sau trận thua thứ nhất trước Nhật Bản 1-2, trận này chỉ còn một lựa chọn duy nhất cho thầy trò huấn luyện viên Hans Flick là phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng có mặt tại vòng 1/16. Đây được coi là tâm điểm vòng 2 vòng chung kết World Cup 2022. Ở bảng F, lượt trận thứ nhất, Mỹ thắng Canada với tỷ số 1-0. Nếu giành chiến thắng sẽ là cái tên sớm có mặt tại vòng 1/16 sau đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, với màn thể hiện ở lượt trận thứ nhất, Maroc hòa với Croatia với tỷ số 0-0 thì đây không phải là đối thủ dễ chơi của đội tuyển Mỹ. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2022. Trận đấu còn lại của bảng F giữa Croatia và Canada sẽ diễn ra lúc 23 giờ ngày 27 tháng 1 năm 2022. Để có hy vọng đi tiếp, hai đội phải có chiến thắng trong trận đấu này. Mời các bạn đón xem.